Ông Võ Văn Thưởng là con cháu ai? Ông Võ Văn Thưởng là con cháu ai? Ông Võ Văn Thưởng là một chính trị gia của Việt Nam. Ông đã nắm giữ nhiều chức vị trong bộ máy nhà nước. Mới đây ngày 2 tháng 3, ông là tân chủ tịch nước Việt Nam. Có nhiều câu hỏi liên quan đến ông Võ Văn Thưởng là con cháu ai. Cha mẹ của ông Võ Văn Thưởng đều là những vị cán bộ kỳ cựu có nhiều đóng góp cho nước nhà. Cha của đồng chí Võ Văn Thưởng là ông Võ Trần Chí. Mẹ của ông Võ Văn Thưởng là con gái của đồng chí Võ Văn Kiệt, là một người lãnh đạo tuyệt vời của Đảng. Ông Võ Văn Thưởng chính là cháu ngoại của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông Võ Văn Kiệt từng là một người cống hiến hết cả cuộc đời mình cho sự phát triển của quốc gia và là một vị lãnh đạo có nhiều ý tưởng táo bạo trong chính trị. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng là một cựu lãnh đạo trước tiên của nước ta, người công khai đặt vướng mắc hòa hợp, giảng hòa dân tộc. Tên của ông đã được đặt cho nhiều con đường lớn, trường đại học ở nước ta. Nhìn chung, gia đình của ông Võ Văn Thưởng đều là những người có đóng góp nhiều công lao đối với quốc gia. Ông Võ Văn Thưởng cũng vì vậy mà nối gót theo văn hóa, truyền thống của gia đình, dần trở thành một nhà chính trị tài ba ngay khi còn rất trẻ đối với những nhà chính trị gia khác. Ông Võ Văn Thưởng được mọi người tín nhiệm vì ông là một người học nhiều, hiểu biết rộng rãi. Ngoài ra ông còn là người nhiệt tình và có trách nhiệm trong hoạt động chính trị và công việc. Ông Võ Văn Thưởng là một trong những nhà chính trị gia của Việt Nam, ông có học hàm thạc sĩ triết học. Hiện tại ông đang giữ các chức vụ như Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản nước ta, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản đất nước ta. Hơn nữa, ông Võ Văn Thưởng còn là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10. Hiện tại ông đang giữ các chức vụ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản nước ta khóa 11 và 12. Tính đến nay ông đang là Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư tỉnh đoàn Quảng Ngãi. Hiện tại ông đang giữ chức Chủ tịch nước sau khi Quốc hội với 488 đại biểu tham gia biểu quyết với 487 phiếu tán thành và 1 phiếu không tán thành. Được biết ông là người trẻ nhất giữ chức vụ này. Ông Võ Văn Thưởng sinh ra và lớn lên tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại ông chủ yếu sống và làm việc tại thành phố Hà Nội. Bố của ông Võ Văn Thưởng là ông Võ Trần Chí 1927-2011. Các tên khác của ông là Võ Văn Tao hoặc Hai Chí. Ông là một cựu chính khách nước ta. Từng giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản nước ta và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Văn Thưởng là cháu của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là một người có công với đất nước. Mẹ của ông Võ Văn Thưởng là con gái của đồng chí Võ Văn Kiệt, hiện những thông tin về bà chưa được công khai. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 2 tháng 3 năm 2023, ông Võ Văn Thưởng được bầu là tân chủ tịch nước. Trước đó, tại kỳ họp bất thường lần thứ tư vào ngày 1 tháng 3 năm 2023, ông đã được giới thiệu làm chủ tịch nước kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc. Sơ lược công tác và sự nghiệp của ông Võ Văn Thưởng. Bộ Chính trị đã đưa ra quyết định phân công ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư sau khi kinh qua nhiều chức vụ. Sáng ngày 6 tháng 2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã công bố quyết định phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970. Vào Đảng ngày 18 tháng 11 năm 1993, quê quán, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, trình độ lý luận chính trị, cao cấp, trình độ chuyên môn, thạc sĩ triết học. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, khóa 12, 13, Ủy viên Trung ương Đảng, khóa 10 dự khuyết, 11, 12, 13, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, khóa 12, Đại biểu Quốc hội, khóa 12, 14. Từ tháng 1 năm 2007, ông là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức phận Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức phận Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016, ông Võ Văn Thưởng tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 2016, ông được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ngày 31 tháng 1 năm 2021,
Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13. Tháng 2 năm 2021, đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Tháng 6 năm 2021 đến nay, đại biểu Quốc hội khóa 15. Từ ngày 2 tháng 3 năm 2023 là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy, qua video trên đây, Lê Lực Tử Vi đã cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về ông Võ Văn Thưởng là con cháu ai, tiểu sử của tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của chúng tôi.